giá vàng lao dốc trước ngày vía thần tài. Theo đó, ngày 30 tháng 1, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng miếng ở chiều mua vào và bán ra với mức 66,7 và 67,7 triệu đồng một lượng, giảm 500.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Đây đã là phiên giảm mạnh thứ hai liên tiếp của vàng miếng SJC so với đỉnh ghi nhận trong ngày 28 tháng 1. Giá mặt hàng này đã giảm 1 triệu đồng một lượng. Không riêng SJC, hầu hết doanh nghiệp vàng trong nước cũng đã điều chỉnh giảm giá mua, bán vàng miếng hai tuần gần đây. Trong đó, công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận P&J đã giảm tới 800.000 đồng so với cuối tuần trước, hiện chấp nhận mua vào ở mức 66,7 triệu một lượng và 67,7 triệu một lượng ở chiều bán. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji cuối tuần trước vẫn chấp nhận giao dịch vàng miếng ở mức 67,6 và 68,6 triệu đồng một lượng chiều mua vào. Bán ra, đến nay đã giảm về 66,68 và 67,68 triệu một lượng, tương đương mức giảm dòng gần 1 triệu đồng. Tương tự, giá vàng miếng tại các doanh nghiệp khác sau khi tăng mạnh hai phiên sau Tết Nguyên đán Quý Mão đến nay cũng đã giảm về vùng trước Tết. Trong đó, công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở 66,68 và 67,65 triệu một lượng. Tập đoàn Phú Quý đưa ra mức 66,5 và 67,5 triệu một lượng. Không riêng vàng miếng, giá các loại vàng nhẫn do doanh nghiệp chế tác vàng 99,99%, vàng trang sức đều giảm mạnh trong hai phiên gần đây. Trong đó, giá vàng nhẫn SJC 99,99% hiện được doanh nghiệp niêm yết ở mức 54,8 và 56 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra, giảm 400.000 đồng so với cuối tuần trước. Tại P&J, giá vàng nhẫn do doanh nghiệp này chế tác thậm chí đã giảm 850.000 đồng trong hai phiên gần nhất, hiện mua vào ở 54,65 triệu một lượng và bán ra ở 55,95 triệu đồng. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng rồng Thăng Long sau khi tăng vọt 2 ngày sau Tết cũng đã quay đầu giảm mạnh. Hiện chủ yếu giao dịch ở mức 54,01 và 55,21 triệu đồng một lượng, giảm tới gần 800.000 đồng so với phiên ngày 28 tháng 1. Diễn biến kể trên của vàng nhẫn đã cuốn bay toàn bộ đà tăng mà mặt hàng này ghi nhận được trong hơn một tháng trước đó.